Hoa giấy là một loài hoa rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Chúng rất được ưa chuộng trong việc trang trí ban công, tường rào, cổng nhà hay công viên, sân trường. Loài hoa này có rất nhiều loại, nhiều màu sắc đa dạng và phong phú. Giống hoa giấy Sakura này có hoa và lá khác hoa giấy ta. Màu sắc của nó nhẹ nhàng hơn. Trên mỗi cánh hoa có chia làm hai màu sắc. Nửa phần đầu cánh là màu hồng nhẹ, nửa phần cuối cánh hoa có màu phớt xanh. Hoa giấy Sakura mang ý nghĩa về tình yêu và cái đẹp. Chúng biểu trưng cho sự đùm bọc, gắn kết các thành viên trong gia đình. Cây hoa giấy Sakura phớt hồng dáng bàn trà rất đẹp, mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng ạ.